Con thỉnh thượng tọa. Ta lên trên này ngồi với con cha. Đây giờ là bà con không biết sự xuất hiện thầm lặng nhẹ nhàng tuyệt vời của ngài. Dạ. Xin đại chúng cùng đón thượng tọa Tâm Ân một tràng pháo tay. Để gieo duyên với ngài, mai mốt mình có về Nha Trang mình tắm biển có ngài lo cái phao. Dạ con thỉnh thượng tọa an tọa. Mời đại chúng an trú tâm thiền định. Chúng ta an trú trong giây phút hiện tại nhiệm màu. Người đệ tử Phật hạnh phúc nhất là được trở về với chính mình. Ai không tranh thủ thời gian để tìm về với chính mình, người đó được xem như là người đi lạc đường, người đó được xem như là người bị bỏ rơi, bị rớt trở lại, bị chìm đắm. Chúng con được hạnh phúc trong giây phút này để chúng con tìm lại với chính mình. Trong từng hơi thở chúng con được đếm, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Hít vào đếm một, khắp cơ thể được đầy những tình thương và sự hiểu biết, đem đến nguồn hỷ lạc vô tận. Thở ra đếm một, hít vào đếm hai, hạnh phúc được an trú trong hơi thở đi trùm khắp trong cơ thể như dạo chơi khắp thế giới qua tạng. Thở ra đếm hai, được nhẹ nhàng trở về một cách an ổn tự tại. Hít vào đếm ba, thảnh thơi nhẹ nhàng lạc trú trong từng khoảnh khắc, từng giai đoạn của hơi thở. Thở ra đếm ba. Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn Chư Tôn Đức và Đại chúng. Chúng ta so tay với nhau khởi động. Khởi động cho toàn thân của mình máu chảy lưu thông, mát mẻ, nhẹ nhàng. Rồi, nghe một tiếng chuông thanh tịnh, chúng ta an trú và bắt đầu cho buổi chia sẻ thời pháp thoại hôm nay. Hôm nay bữa xem như là buổi giảng chia tay. Buổi giảng chia tay, tôi trao vô quý vị cái tài sản. Những gì có được trao hết. Giống như cái bài hát là trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười. Hôm nay là ngày 18 tháng 10. Ngày Chủ nhật cũng là ngày Phật tử được nghỉ. Như vậy chúng ta giảng chủ đề tài sản. Tài sản lớn nhất của đời người là cái gì? Quý giá nhất của đời người là cái gì? Và tài sản để chúng ta tích lũy là cái gì? Chúng ta có thể mang theo không phải một đời mà mang theo nhiều kiếp. Nếu đời này chúng ta không lo tích lũy tài sản của mình thì ta đánh mất cái loại tài sản nào quý giá hơn? Trong chúng ta học như Đức Phật, vậy thì Đức Phật bỏ cái loại tài sản nào và lấy cái loại tài sản nào? Chúng ta có ba loại tài sản mà chúng ta đang sở hữu. Đó là thân, miệng và ý. Cái tài sản của thân á, là cái tài sản về vật chất. Ai cũng phải tích lũy tài sản này để có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được y báo trang nghiêm. Tài sản về vật chất, muốn được cái thân tướng tốt đẹp, tài sản về mối quan hệ, chúng ta có một tài sản lớn là đi tới đâu được mọi người yêu thương. Đó là một tài sản lớn. Được mọi người yêu thương, giúp đỡ. Có một mối quan hệ truyền thông thật là gần gũi, thương yêu, giúp đỡ. Đi tới đâu được mọi người giang tay đón chào với nụ cười và sự thân thiện, nhiệt tình. Đó là một loại tài sản không phải dễ làm ra. Đánh đổi rất là nhiều mới có được. Nhưng không khéo lời nói là nó lỗ cả chì lẫn chài. Tài sản thứ ba là tài sản về ý thức, có nghĩa là tài sản về sự an lạc. Tài sản về trí tuệ thì muốn có trí tuệ để đạt sự an lạc không phải một đời thì đòi hỏi cái loại tài sản này không phải dễ giữ. Tài sản quý giá nhất là trong tâm của mình lúc nào cũng được bình yên. Hay nói đúng hơn, viết dán cái bảng trước ngực, xin cho tôi hai chữ bình yên. Nhưng có được không quý vị? Phải người thân yêu của mình mà để cho mình được bình yên, nó hạnh phúc lắm luôn. Vật chất trên thế gian này nó để cho mình bình yên là mình hạnh phúc lớn luôn. Đằng này không được. Vậy vật, cái vật chất về cái thân nó gồm có gì? Nó gồm có khi ta sanh ra, ta được sanh vào cái chỗ giàu sang, phải không? Sanh vào chỗ giàu mà nếu mà được sang nữa thì hay, có nghĩa là cung vàng điện ngọc. Tài sản vật chất chúng ta được giàu rồi mà cái thân tướng còn đẹp nữa. Giàu có là của cải, mà cái thân tướng tốt là tướng đó giàu.
mà so với tướng số nó còn có những cái nét, nó có những cái nó sắc sảo hơn mọi người. Cái này là cái mà còn ghê gớm nữa. Nhớ là đừng có xảo rồi tôi quên chữ đó. Có phải sắc sảo này không? Phải không? S hả? Không nhớ chữ xảo cho nên sợ chữ đó. Bởi vì tôi nói rồi, ở dưới giáo viên đông lắm. Dạ. S chứ không phải là X. Vậy phải không? Thấy không? Giáo viên quá trời luôn. Tôi sửa là chữ đó người ta ít dùng lắm, cho nên viết không có được. Tại vì để bên trong không ổn, để ngoài. Giờ tự mình nhận định coi mình có xảo không? Có không? Nhưng chưa có sắc thôi. Mình xảo nhiều mà chưa có sắc, cho nên là chưa có sắc xảo. Như vậy thì bây giờ nói về cái thân mình, một cái tài sản. Có nhiều người vì cái thân của họ, họ làm tới đâu, cái gì là tuyệt vời tới đó. Vì cái thân của họ rất tuyệt vời trong mọi hành động. Họ đi cũng đẹp. Cái tướng đã đẹp rồi mà đi cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Cái đó là một tài sản tuyệt vời của thân. Là một bài học vô giá mà chúng ta phải học. Cho nên ta gọi là đi một ngày đèn, học một sàng khôn. Đi cũng học, đứng cũng học, ăn cũng học, ngủ cũng học, viết chữ cũng học. Mà tôi viết hoài cũng xấu. Và tôi biết cái tài sản về cái thân. Tôi nhìn những người Tây tôi nói sao mà ông Tây ông không có tu mà sao ông đẹp dữ trời. Ông Tây ông không có tu mà sao cái tướng ông hồng hào, trắng trẻo, đô con sao mà có những đứa trẻ mà nó đẹp, mình cảm thấy nó như là thiên thần. Tôi nhìn tôi nói vậy là cái thân mày không bằng rồi. Nhưng mà so với Việt Nam thì chuẩn rồi. Thôi chứ mấy ông Tây là mình chưa chuẩn. So với Việt Nam cũng là good rồi. Cho nên là mình phải xét mình ở vị trí nào chứ. Cái tài sản của mình nó không phải tùy theo cái quốc độ. Cho nên quốc độ mình là nhiều đó là được rồi. Lớn hơn nữa là nó mất công, tốn giường, tốn dạy, rồi tốn đủ thứ đó. Vậy thì cái tài sản vật chất này mình phải tích lũy nhiều đời nhiều kiếp mới được, hay chỉ tu sơ sơ là được? À, vậy là chúc mừng quý vị phải hiểu cho rõ ràng tài sản này phải tích lũy. Người xưa nói chúng ta ăn thì hết mà cho người khác ăn thì còn. Như vậy ta muốn có một cái thân thể tốt cũng không phải tự nhiên. Muốn giữ được cái tài sản này cũng không phải dễ. Muốn giữ được sự giàu sang đó dễ không? Mà tôi từng nói, người nào mà từ bên Việt Nam mà đi sang đây hai bàn tay trắng, cực khổ ghê gớm, là bắt đầu lao vào cái thế giới này, là họ làm, họ lên, họ giàu có, là ở bên Tây này coi chừng có người không giàu bằng. Nhưng mà cho đến con mình nó sanh ra trong giàu sang rồi, có nghĩa là đời trước nó có phước nó mới sanh vô nó hưởng, đúng không? Sau đó để lại cho nó rồi cha mẹ phập phồng, không biết còn miếng nào không. Ở Việt Nam cũng như vậy. Nếu như được sanh ra trong gia đình giàu sang, đó là một tài sản, mà tài sản này kiếp trước, kiếp trước mình gây ra, kiếp này mình hưởng. Nhưng mà kiếp này giữ được hay không mới là quan trọng. Tạo ra nó thì có thể dễ đó, nhưng mà giữ cho nó tồn tại và phát triển là một điều không dễ chút nào. Đây là một loại tài sản cần phải xem xét, đừng xem thường nó. Có người tu sai là như thế nào? Thưa thầy, con bây giờ con không cần giàu nữa, bỏ hết thầy ơi. Giờ con cũng không cần làm gì nữa hết, bỏ hết niệm Phật giảng sanh. Về thế giới Tây Phương giàu có nhiều hơn nữa. Cái tôi hỏi, xét ra coi nó có phù hợp nhân quả chưa? Nếu mà bây giờ ta bỏ hết,
Như vậy thì theo quy luật nhân quả, vật chất này ta đang hủy hoại nó hay ta đang đầu tư nó một cách có căn bản? Thì cái đó là suy nghĩ thôi. Tùy mọi người tự suy nghĩ về tài sản của mình. Có người ta dám bỏ hết vì ta nói là có phước làm quan, có gan làm giàu. Người ta thấy là không có ngon ăn nhưng đối với mình là móc hết để đầu tư. Vậy thì cái vận số của mỗi người, thế gian ta gọi là vậy đó, vận số, nhưng mà trong Phật giáo gọi là nhân quả của mỗi người khác nhau. Ai biết được ngày mai? Như vậy thì mình không biết được là những người đó làm đúng hay sai, nhưng mà trước mắt của mình cũng ráng mình ngồi yên tĩnh, mình xây dựng cái tài sản này, và mình nhìn coi người đó tu đúng hay sai. Thì một thời gian sau, họ chạy theo đạo cũng giống như họ chạy theo cái bóng. Sau đó họ quay về với những gì te tua tàn tạ. Tơi tả. Tơi tả nữa. Quý vị có thấy cảnh đó chưa? Tôi thấy có nhiều người trí thức đó nha, chạy theo một cái người được xem như là người đó có thần thông, người đó có cái gì tuyệt vời lắm. Những người theo người đó trước mặt là thấy thành công, nhưng mà sau đó một thời gian, 5-10 năm sau, còn thấy rõ ràng mà, quay trở lại, đạo không có mà đức cũng mất luôn. Trở lại trở thành một cái người ác chứ không phải là người thiện. Như vậy lỗ không? Thân thể tiều tụy te tua, tài sản tan tành. Dùng chữ tờ cho nó đã. Nhưng mà vì tu không đúng cho nên hỗn hợp với nhân quả, tạo ra gia đình mất hạnh phúc luôn. Như vậy thì thấy hợp lý hay không? Tại vì ngay trong cõi đời này nè, mà có nhiều người vẫn không hiểu cái tài sản này không phải là đời này có, đời kia kìa đem lại đây nè. Tu mà không đúng thì nó cũng phá hoại cái thân thể tốt đẹp đó. Thì tôi chỉ nói sơ quý vị để quý vị tự nắm cái tài sản đó của quý vị chứ không phải của tôi. Vậy thì Đức Thái Tử Tất Đạt Đa, ngài đẹp hay xấu? Ngài tu còn cái da bọc xương đẹp hay xấu? Đẹp hay xấu? Mà nếu như mà ngài tu trong cái giây phút đó mà ngài không thành Phật nữa thì có phải là ngài đã phá hư hết tài sản của ngài không? Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vậy là cung vàng điện ngọc là giàu sang. Ngài bỏ luôn ngai vàng, mọi người thương yêu, đây là tài sản về cái miệng. Ngài bỏ hết luôn, nhưng mà xét thấy nếu ngài không có giữ được cái tài sản đó, mất hết không quý vị? Ngài đánh đến giây phút cuối cùng mà vẫn không để thua. Ngài nói thà là ta thua, nhưng mà thua trong cái sự có nghĩa là khả năng ta không còn nữa ta mới chịu thua. Cho nên ngài đánh cho đến lúc đánh con ma chết luôn và bỏ thân mạng này luôn. Có nghĩa là ngài tinh tấn bất thối chuyển hay còn chỗ chuyển. Thái tử Tất Đạt Đa đã đánh một trận bất thối chuyển trong cái thân của ngài. Ngài kiệt quệ cho đến không còn gì nữa và đánh đến cái chết luôn. Quý vị đánh nổi không? Chưa đánh nổi thì đánh tà tà thôi nha. Chứ đừng dốc hết tiền này ta trả lại đời rồi ngày mai này không còn nữa, rồi đừng nói. Đừng nói sao thèo nói. Chứ có người tu tầm bậy nó cũng kỳ lắm. Hầu đó tôi tu chung với một cái nhóm đạo bạn tôi, và tôi nghĩ đó dám là năm anh em ông Kiều Trần Như lắm. Niệm Phật suốt ngày suốt đêm, đi hớt tóc không đi hớt vì mất công mất thời gian, tự mình lấy kéo sởn cái đầu giống bà điên vậy đó. Quý vị thấy chưa? Quý vị có từng thấy chưa? Có nhiều người người ta tu kỳ cục vậy đó mà bây giờ vẫn còn đó. Người ta không có thời gian để đi hớt tóc, và người ta cũng không muốn hớt tóc cho đẹp, tự mình sởn cái đầu cho nó xấu để tu. Có nghĩa là quỷ sắc đẹp để tu.
và tôi thấy nó không ổn cho nên tôi ra khỏi đó sớm, chứ không giờ tôi cũng giống luôn rồi. Đó là những người bạn đồng tu với tôi thời tôi đi tìm đạo. Bây giờ cái miệng mình là mối quan hệ, đây là một loại tài sản, có nghĩa là một loại tài sản hài hòa. Đi làm ăn ở đâu cũng hài hòa, đi tới đâu cũng được mọi người cung kính. Tất cả mọi người đều trọng với nhau, nể trọng nhau, vân vân. Đây là một loại tài sản. Muốn cho sống hài hòa nghĩa là phải sống khiêm cung, khiêm hạ, phải khép mình, phải không tự cao tự đại, sống hòa đồng với mọi người, rồi phải biết cung kính lẫn nhau, phải biết trọng lẫn nhau. Như vậy thì chúng ta nghĩ cái này có phải là tài sản không? Chúng ta phải đào tạo cái miệng dữ lắm mà, chứ không nó đụng tới một cái là mình quất nó liền. Vậy thì mình nói cho nó sướng cái miệng của mình thì tài sản này còn hay hết? Hết luôn đó nghe. Mà có khi là người thân yêu của mình là mình cho họ rất là nhiều đó nha. Nhất là ở bên Mỹ rồi ở Việt Nam cho nhiều lắm. Nhưng mà đến lúc mình giận mình nói một cái còn nữa không? Về là không dầm mặt mình luôn. Mà nhất là cái nỗi khổ niềm đau của người ở bên nước ngoài về thăm Việt Nam, người thân của mình đến mình thăm mình vui cười nhưng họ không có vui cười với mình. Tại sao biết không? Họ sợ mất tài sản của họ. Họ sợ sau khi mình về nước rồi họ nói: "Hay quá, đi kiếm gì kiều nữa đây." Cái mối quan hệ của mình không khéo là nhẹ hơn cái mối quan hệ của họ ở bên nước. Vì sao vậy? Vì họ bền lâu hơn, còn mình lâu lâu mới về một lần. Mà họ không thông cảm với mình là họ đánh mất tài sản giữa mình với họ. Đây là tài sản của mối quan hệ. Có khi mẹ với con cũng vậy. Con về thăm mẹ đáng ra mẹ vui lắm chứ. Nhưng mà mẹ khổ lắm con. Tao vui với mày bao nhiêu, mày đi về rồi nó hành hạ tao bao nhiêu. Anh em mình nó là quan gia trái chủ, mình đi khỏi rồi nó hành hạ cha mẹ ghê lắm á. Con cái có khi dám gửi tiền về cho cha mẹ, mong rằng cha mẹ có một nụ cười, nhưng mà cha mẹ cũng không dám cười vì nó ở phía sau nó nói tiếp chuyện với nước ngoài, đúng không? Cuộc sống mà người ta không hiểu đó là tài sản để người ta sử dụng trong lúc đó. Có tiền mà sử dụng trong đau khổ, có tình thương mà sử dụng trong đau khổ, người ta không biết sử dụng. Cho nên nhờ giáo pháp của Phật giải mã cho mình sử dụng một cách thoải mái. Không có tiền vẫn cười rớt răng ra luôn. Sung sướng không? Cho nên mình cứ nói một cách thoải mái, vô tư, còn nào bệnh cho nó chết luôn. Có những người người ta nghèo về tài sản này dữ lắm quý vị. Người ta thương yêu người thân của họ nhưng họ không có một cái lời nào để gọi là cung kính người thương yêu của họ. Cho đến cha mẹ họ, họ không dùng tài sản này để dành cho cha mẹ họ nữa. Mà họ dùng những cái lời, tôi nói nó đắng không còn chỗ nuốt nổi. Mà tại vì cái tật của họ cho nên cái đắng đó không bỏ được. Như vậy quý vị ráng cố gắng xài cái loại tài sản này. Lời nói đâu có mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mất gì vợ chồng hành hạ nhau? Mất gì mẹ con thân yêu hành hạ nhau? Rồi có khi thầy trò cũng không có dám nói một cái lời cho nó nhẹ nhàng nữa. Sợ làm sao? Ngoại, người ta vợ. Vô chùa không phải là làm Phật mà làm bà Tám. Nó thấy thầy trò nói chuyện với nhau mà thân mật chút xíu là nó về, nó cũng nói nữa. Nó rảnh dữ lắm. Nó xài cái loại tài sản này là nguy hiểm lắm. Nó làm mất đi cái phước báo của mình ghê gớm. Mà tôi muốn quý vị ráng giữ cái tài sản này. Hãy nói những lời thương yêu, nói những lời cung kính, nói những lời thiết lập truyền thông, để làm sao chúng ta lại có cái mối quan hệ, cái tài sản này lớn hơn. Không khéo ta làm mít lòng nó dễ lắm. Bữa nay làm mít lòng người này, mai làm mít lòng người kia rất là dễ. Nhưng mai mốt mình đi đâu mới biết mặt. Lỡ mà tôi làm mít lòng chị này, mới mốt tôi tới nhà chị này khó nói luôn. Nên thình không vợ không mở miệng ra nói được. Vì sao? Lỡ rồi. Như vậy thì mới đổ vỡ không? Nhưng mà không phải đơn giản đâu nghe.
trong nhà có nhiều người muốn được một lời nói nhẹ nhàng thôi, người đó làm chết cũng được nữa, mà vẫn không có đó. Có người chỉ cần nói nhẹ một cái thôi, bò ra làm từ sáng tới chiều tối, thở hào hển mà hỏi khỏe không em. Trời, không còn chỗ hạnh phúc nữa anh ơi. Nhưng mà có được không? Không chứ. Còn có nhiều ông chồng cũng vậy, ông làm suốt, ông chỉ mong người vợ nói một câu nhẹ nhàng thôi. Đây là một loại tài sản lớn, nhưng nhớ nó có một cái con dao hai lưỡi đó nghe. Cái nào cũng giống nhau. Ngày xưa người ta nói chữ cái đẹp này nè, với tài này, cái sắc nè, là nó đi với chữ tài một dần. Cho nên nó luôn luôn có con dao hai mặt, mà chúng ta phải học Phật Pháp để chúng ta hiểu rõ, lấy nhân quả làm cái mặt phải của nó. Nói nhưng đừng đem cái lời đó dẫn đến cái sự đau khổ trong tương lai, là cứ nói thầy xui nói. Đừng sợ. Bây giờ trong cái ý của ta, ta nghĩ có ai nhảy vô đầu ta được không quý vị? Không. Vậy thì trong tâm chúng ta nó có ba trạng thái: xấu, suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt, và không xấu không tốt. Nghĩa là gì? Có nhiều người, người ta cho rằng người ta không làm gì hết là người ta đã được an lạc. Ai đến với họ nhờ cậy họ cái gì, họ nô là an lạc. Cái gì nữa? Huệ vốn. Nhưng mà không có huệ đâu nó lỗ á. Nó đen lỗ đó. Tôi chỉ cho cái tài sản đó. Giả sử như bây giờ chị hai đi làm từ thiện, chị hai lại rủ mình: chị ơi, mai đi làm từ thiện, chị có rảnh đi với tôi. Cái nói: chị ơi, tôi mai mắc kẹt lắm, mai mắc mở tiệm, nhưng mà hơn nghe chị đi làm từ thiện, tôi cũng rất là vui, vì tôi quan hỷ với chị, thì chị làm nhiều tôi được hưởng nhiều hơn chị. Cái tâm an lạc nó vậy đó, tâm quan hỷ. Như vậy thì chị cho tôi gửi 5 đồng nha, cho tôi gửi 5 đồng chị đi làm từ thiện. Như vậy mình không có nhiều, mình gửi nhiều, mình gửi, nhưng mà cái sự quan hỷ, cái sự an lạc, cái tâm tốt, cái tâm đồng thuận đó, phước báo mình nó tăng trưởng. Còn cái này không có nghi ngờ người ta: cái bà này sao cái mặt nghi như ta, bởi đi vận động từ thiện 100 đồng bởi làm có 50 à. Thì bắt đầu cái miệng mình, cái ý mình nó đã xấu rồi, mà cái miệng mình nó đánh mất tài sản của mình nữa. Mà cái thân mình không làm được đồng nào, mà mình lại nói người này người kia chuyện này chuyện nọ. Có không? Từng nghe chưa? Có những người ngu nó đánh mất tài sản lớn lắm quý vị. Chẳng những nó đánh mất tài sản trong tâm ý của nó, cái mặt nó nhăn vậy, vô cùng với mọi người, nó đâu có quan hỷ đâu, mà cũng căng ra, mặt nhăn. Rồi nói là muốn cọc à. Tại vì là cái tâm không quan hỷ, cho nên lời nói nó cọc hay là nó không cọc. Cho nên có nhiều bà tu không biết làm sao, tu lâu lắm á, có khi là trưởng tràng nữa đó. Tôi đụng trúng ngay đó kìa. Mà lời nói ra không có quan hỷ, nó không phải là bậc mô phạm, nhưng coi chừng lời nói không quan hỷ. Có nhiều bậc hòa thượng cũng vậy nha quý vị. Nhiều bậc hòa thượng, nhiều bậc ni trưởng, quý vị đến chư tôn hòa thượng, quý vị nên nhớ, có nhiều bậc làm mô phạm, cho nên vô gặp các ngài là mình mất hồn liền. Cái lời nói của các ngài nó mạnh, mà nó có cái lực ghê lắm. Gặp các ngài là mình hết muốn nói gì hết, vì hồn vía nó bay mất. Còn có nhiều vị hòa thượng mình lại cái nhẹ nhàng, trìu mến gần gũi. Càng tu lâu chừng nào, gần như các ngài không còn có khoảng cách với chúng sinh nữa. Như nước hòa với sữa. Như vậy ngài cảm thấy ngài gần gũi với mình. Còn nhiều vị hòa thượng mình đến gần như một trời một vực, mà hai vị này pháp tu thì khác nhau, nhưng mà tài sản giống nhau. Có nhiều vị dùng cái phương pháp khó như vậy để giữ tài sản của mình. Có nhiều người dùng phương pháp dễ để giữ tài sản. Hai cách khác nhau. Quý vị không thể lấy bụng ta mà so với bụng các vị đó được nha. Nhớ. Chứ không mà vô đánh giá tùm lum hết là nó rớt gãy gọng mấy cái giá hết đó.
Bây giờ tâm niệm xấu dẫn cho đến ý xấu thì dẫn đến thân xấu và miệng xấu luôn. Như vậy cái ý này nó tác động vào cái thân và cái miệng. Có người cái thân rất là xấu mà cái miệng tuyệt vời tốt. Có người cái miệng tốt lắm luôn á, nhưng mà cái thân xấu. Có người cái thân đẹp lắm mà lại gần mở miệng ra là đứt tùm lum. Cho nên hồi xưa mấy cái cô đẹp đẹp thường khi ở vậy luôn, để bảo toàn tài sản của mình. Có không? Có không? Ở đây có không? Không dám nói nha. Không dám nói con người giàu có quá. Tại vì sao? Đẹp quá. Đẹp quá sao đó không có ai dám lại gần luôn. Sợ mất tài sản, giữ riết ở vậy luôn. Khó lắm luôn. Mấy người đó mà ở chung với cha mẹ đó ha, là có nhiều lúc là cha mẹ chịu cũng nổi luôn. Nói vậy thôi chứ không phải tuyệt đối nha. Nhưng quý vị về Việt Nam quý vị biết có nhiều bà chị mà bà không có gia đình, bà ở với mẹ đến 50-60 tuổi rồi đó. Thôi bà khó, không có biết tại sao bà khó. Đến nỗi cái muỗng mà về cô không dám đụng tới muỗng của bà. Có không quý vị? Nó kỳ vậy đó, cái tài sản nó lớn lắm. Em út nó về nó nói cái gì cũng phải hỏi chị hai trước cái đó. Từ cái chỗ đó đó mà nó ngột ngạt trong nhà lắm, có tài sản đầy đủ của cải gì đó mà có khi em út nó không có dám ở trong nhà, nó ra ngoài khách sạn nó ở để cho nó thoải mái. Còn nó ở trong nhà nó ngột ngạt, nó khó chịu, nó chịu không nổi. Vì sao? Vì cái tài sản bà nó nhỏ quá mà bà nghĩ nó lớn quá. À, nó khổ như rứa đó chứ. Như vậy là cái ý chúng ta không ai nhảy vô đó hết, nhưng mà nó sẽ làm khổ cho cả cái thân và cái miệng nó xấu theo. Như vậy thì cái này phải lấy cái vô thường để trị cái loại tài sản này. Mọi thứ đều phải giữ nó bằng vô thường để mình biết rõ. Có khi người ta tạo cái scandal cho quý thầy quý cô dữ lắm, nhưng mà tôi lấy cái thuốc vô thường tôi uống, từ đó mình nói đã đi con. Nói đã cái mình nghĩ. Nhưng mà ngồi đó phân bua chi cho mệt đó. Còn mình không làm cái gì thì cái ý của mình nó cũng mỗi ngày nó chai đi, và nó lười tư duy, và bản thân của mình không còn năng động nữa. Nó hết cái năng động là tài sản mình mất luôn đó quý vị. Cho nên hỏi tại sao mà chúng ta tu, có nhiều vị tu mà làm dữ vậy. Dạ xin thưa, em càng làm em mới an lạc được, còn em ngồi không đó coi chừng em mất an lạc. Vì trong cái tịnh á, nó sẽ động, mà trong cái động á, nó sẽ tịnh. Cho nên tôi chưa có ngồi tôi tịnh được, cho nên tôi lao vào tôi làm mọi việc. Vì sao? Tôi không nói nô với nó, đụng chuyện gì làm chuyện nấy. Cho nên có nhiều người hỏi tại sao thầy tham dữ, thầy nói gì chưa hết tham nên phát triển nó. Phát triển nó cho nên đến lúc làm hết nổi rồi ngồi lại, có nghĩa là khả năng của tôi làm tới đó. Như vậy trong nhà Phật, cái tài sản lớn nhất của người đệ tử Phật chính là lòng vị tha. Trong đầu của mình chưa có giúp được người ta cái gì, chưa có cho người ta cái tài sản của cải, chưa cho người ta những lời hay ý đẹp, nhưng trong lòng của mình lại nuôi, có nghĩa là chúng ta có cái thai nghén á, một cái tâm từ. Làm sao phát triển được cái tâm từ bên trong, đó là một tài sản lớn lắm. Nghĩ đến người khác là một cái tài sản lớn, và ráng nuôi dùm cái tài sản trí tuệ. Đánh đổi hết cả cái giàu sang, đánh đổi luôn cả sắc đẹp, đánh đổi luôn cả những cái gì gọi là toàn năng của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài bỏ hết sự kính trọng của mọi người, sự thương yêu của mọi người Ngài bỏ qua hết, Ngài nuôi dưỡng cái này thôi.
Thái tử Tất Đạt Đa đã bảo toàn tài sản tuyệt vời nhiều đời nhiều kiếp của Ngài làm ra, và đời này Ngài phát huy nó một cách trọn vẹn. Và tài sản đó đã được bảo vệ đến hơi thở cuối cùng và thành tựu một cách mỹ mãn tài sản này. Cho nên người ta gọi là đạo Phật là đạo duy tâm. Nhưng nhớ, tài sản của Phật không phải là chỉ có ý, mà tài sản của Phật để lại cho chúng ta là một cái thân tuyệt vời. Xá lợi của Phật cho đến giờ này mà có nhiều người có một cọng tóc có chút xíu gì nè, vẫn ăn nên làm ra đâu quý vị. Bán vé vô coi. Ghê chưa? Có phải không? Có nhiều người phải đem cả gia tài của mình đi thỉnh được một viên ngọc xá lợi của Phật đó. Cúng hàng tỷ đồng để thỉnh được một viên ngọc xá lợi, nhưng quay vô phía trong nói chưa chắc phải không? Chưa biết là chắc ăn hay không đó. Nhưng mà được người ta nói là đem một cái tô nước vô thật là đầy. Cái tô nước đó đó, nó có thể mình nhìn thấy nó dung lên đó. Nhưng mà khi để cái viên ngọc xá lợi nó không chìm, mà nó quằn cái nước xuống. Cái mặt nước á, nó quằn xuống và tắt hết đèn đi. Ha. Để một cái đèn pin nhỏ nhỏ thôi. Chiếu thẳng xuống viên ngọc xá lợi sẽ thấy nó chiếu ra năm màu. Nhưng mà tôi nói với vị nước á, nó phát lên. Ban ngày mà giữa trưa quý vị đứng đi, rồi cái nói người khác lấy nước xịt dùm xung quanh quý vị á, quý vị sẽ thấy một vòng cầu vòng năm màu, hay là bảy màu, hay tùm lum màu. Cái đó là gọi là ngũ sắc cầu vòng á, hiểu không? Cái ngũ sắc cầu vòng đó là hơi nước nó bay lên, nó gặp ánh sáng chiếu xuống, nó mình thấy rõ, chứ không có không, mà nói nhỏ thôi nha, chứ mấy người đó ta chửi tôi chết rồi. Ta đang làm ăn trong cái vụ đó nha. Cho nên phải hiểu cho rõ. Có nhiều người là hạnh phúc trong cái tài sản đó lắm, nhưng với tôi khuyên mọi người hãy nên hiểu cho rõ cái thân kim cang của Đức Phật là nhân quả. Cái thân kim cang của Đức Phật là nhân quả. Cái tài sản lớn nhất của Đức Phật là pháp. Nha. Hiểu cho rõ nghe. À, còn cái tài sản lớn nhất trong ý của Đức Phật nghĩa là gì? Lòng vị tha. Ngài hy sinh tất cả cho chúng sinh. Ngài hy sinh tất cả, đó là cái tài sản lớn nhất để nuôi cái tâm từ của Ngài. Mà lòng từ bi của Ngài và trí tuệ của Ngài đến một mức tuyệt vời. Vì sao phải nuôi lòng từ bi? Vì chỉ lấy cái lòng từ bi này mới độ được những người trời thần đất sét. Nếu không có tâm từ bi, độ không nổi những người đó đâu. Mình muốn hơn thua với họ là không bao giờ độ được. Mình phải hy sinh hết cho họ mới độ được cho họ. Mà có khi độ còn không được. Họ chỉ có giá trị lợi dụng người tu thôi. Họ đến chùa họ có giá trị lợi dụng người tu, chứ họ không phải là giúp quý thầy quý cô gì đâu nghe. Cho nên ông thầy bữa hổm ổng chết là bởi vì ổng bị cái người đó giúp ổng nhiều quá mà nó quất ổng một cú tự giận chết luôn. Thấy chưa quý vị? Không thể đem lòng vị tha mà với một mức mà không bỏ thân mạng được đâu nha. Lỡ có bỏ thân mạng cũng hãy nên giữ trọn tài sản vị tha, đừng biến thành oan gia. Có người cho nhiều lắm quý vị, sau đó biến thành oan gia trái chủ. Phật tử về chùa cúng dường rất là nhiều, sau đó biến thành oan gia trái chủ với quý thầy quý cô. Chứ không phải là tài sản. Có nhiều vị mà hy sinh, quý vị thấy lục tổ, tổ Đạt Ma đã hy sinh cho đến lúc bỏ luôn cả thân mạng để độ ông Phật Đà, phải không? À, ai coi cái đĩa của tổ Đạt Ma đó. Mà muốn có tâm từ này, muốn giữ được cái tâm từ này, phải nuôi lớn trí huệ này để đủ khả năng dùng phương tiện.
Chứ còn không khéo, không khéo léo, không có bản lãnh dùng phương tiện này, nhớ là trong cái chết mới hóa giải được nó đó. Dùng cái chết mới độ được cái người đó đó. Cho nên bây giờ mình thấy có một ông tổ quải cái cây, có một ông tổ bưng chiếc dài. Cái ông tổ mà bưng chiếc dài có nghĩa là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma để lại cái thân thì cái ông đó đó, khi quật cái hòm lên á là nó còn chiếc dài á, ổng cầm chiếc dài lên ổng ngộ, mà không biết ổng ngộ cái gì. Nhưng mà cái ông mà cầm chiếc dài chính là ông Phật Đà, là ông quốc sư, là cái người mà tu tà hại Bồ Đề Đạt Ma. Mà tất cả các vị đó đều an lạc khi bị hại. Đức Phật Thích Ca khi thành Phật rồi Ngài vẫn bị hại, mà Ngài vẫn tự tại an lạc khi bị hại, chứ Ngài không khổ đau lúc bị hại. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu không? Giờ nghĩ được chưa? Chưa. Ham lam. Giống thầy. Cái tài sản mình có nhiêu đây nè. Thì đó, nếu mình khéo giữ tài sản, mình khéo phát huy của nó, thì tôi mong rằng quý vị hiểu rõ, hiểu rõ cái nhân quả này, để cái tài sản về vật chất này nó không ngoài nhân quả mà có. Hãy làm hết mọi thứ, hãy xả thân ra mà làm. Vì ta làm cho ta chứ không làm cho ai hết. Nếu ta muốn tài sản trong tương lai về vật chất, cái quốc độ nào giàu có mà chúng ta muốn sanh về, thì bây giờ cái thân này đừng có làm biến. Làm mọi thứ, chứ đừng có đụng tới cái nói con không biết. Đụng tới cái nói tôi làm không được. Làm không được phải học để làm. Vì cái toàn năng này là không phải là không học mà có. Cái trí tuệ này là học hết để có cái được gọi là toàn năng này. Hai tử Tư Đạt Đa tại sao được xem là một người văn võ song toàn? Kiếp trước Ngài chưa học văn, kiếp này có văn không? Không. Ngài phải tích lũy cái thân vật chất này. Rồi kiếp trước Ngài chưa học võ thì giờ này trao cho Ngài, Ngài học võ được không? Không luôn. Chẳng những nói văn võ song toàn mà Đức Phật cắm hoa còn đẹp nữa kìa. Nhưng mà có ai nói tới Đức Phật cắm hoa chưa quý vị? Không có đúng không? Nhưng mà cái người ta có cái khả năng mà quân tập cái thân này, nó năng động đúng tinh thần nhân quả đó, thì cái thân này nó hoàn hảo lắm. Đụng cái chuyện gì là nó giỏi chuyện đấy. Cho nên đã cái người giỏi rồi thì nó lại giỏi đủ thứ. Giỏi nấu ăn thì lại giỏi cắm hoa, lại giỏi tụng kinh, giỏi cái gì cũng. Mà ở cái người giỏi thì cái gì cũng dồn trên đầu hết. Có không quý vị? Mà phiền não cũng không có ít đâu. Trong tất cả anh em trong nhà, coi chừng có một đứa giỏi thì đứa đó nó làm như con trâu. Còn những đứa khác thì nó ngồi nó nhịp giò, nó chơi tóc 4 lai chứ không phải 3 lai đâu. Nó rảnh quá nó đi nhộm tóc nhiều kiểu, móng tay nhiều nhiều tầng. Tại nó không làm gì đụng tới móng tay mà. Mà cái người giỏi đó thì bắt đầu không biết tu, cho nên không biết đó là tài sản của mình, cho nên bắt đầu ganh tị và bực dọc. Làm thì giỏi nhưng mà có cái tánh bực dọc, cho nên cha mẹ cũng khổ lắm luôn. Cho nên con cái mà nó biết tu, cha mẹ đỡ khổ lắm. Cho nên anh em mà biết tu rồi là không có còn ganh tị với nhau, thì cha mẹ hạnh phúc không còn chỗ hạnh phúc. Đứa nào làm được cho cha mẹ việc gì thì lo mà làm, chứ không ngồi đó mà cà nanh mà ganh tị với nhau. Vì mình có phước báo hơn em mình, hơn chị mình, cho nên mình được hạnh phúc lớn. Được không? Rồi, tài sản lớn. Không mà nói tới đây là quý vị có thể cảm thông không? Cho nên có tiền gửi cho cha mẹ, mình có cái phước hơn anh chị em mình. Mình được đi Mỹ, mình gửi tiền về cho cha mẹ mình, mà cha mẹ mình có mắc nợ anh chị em mình gì đó, cha mẹ mình cho hết. Có khi mình đau lắm, mình không biết tu mình đau lắm. Nhưng mà khi mình biết rõ nhân quả rồi mình còn đau không? Không. Vì mình biết là nhân quả nó không có mất. Mình thiếu nợ cha mẹ mình cho nên mình trả.
cha mẹ mình thiếu nợ anh chị em cho nên cha mẹ mình trả. Có khi mình đưa chưa tới tay cha mẹ là nó lấy luôn rồi. Tại vì mẹ mình già mà mẹ mình đâu có đi nhận được đâu, cho nên mình gửi về nhờ em mình đi nhận giùm. Nó đi nhận xong nó nói má ơi chị hai gửi về 1,000 con lấy rồi nha. Chị báo cho má biết thôi nên chứ đưa tiền má làm gì, đưa rồi má công lấy lại. Cho nên con chuyển vô luôn tài khoản của con, khỏi lấy ra. Có khi cha mẹ chỉ cười thôi mà không dám nói với chị. Sợ nói với chị mình nhảy đổng lên mẹ mình phải nói dối. Có không? Vậy thì mình cho mẹ mình tài sản mà mình tạo thêm cái nghiệp cho mẹ mình nữa. Mà nó không phải đơn giản. Cái thằng kia nó hành hạ về vật chất, con nhỏ này nó cho tiền nó hành hạ về tinh thần. Nó nói muốn điên cái đầu luôn đó. Rồi Phật tử đến cúng dường thầy. Đứa này nó cúng dường cái này, đứa kia nó cúng dường cái kia, mà đứa này nó cúng dường ông Phật này rồi, đứa kia muốn cúng dường ông Phật khác. Cái thỉnh ông Phật khác về, cái đứa này nó bỏ chùa bắt đầu nó chửi. Quý thầy quý cô yên không quý vị? Không yên. Nhưng mà phải hiểu cho rõ, chứ không hiểu rõ là không đơn giản đâu à. Rồi còn mọi thứ quý thầy giảng biết bao nhiêu, ta nói là hột dịch nó đẻ ngàn có trứng còn lộn, không lẽ tôi giảng cả buổi trời không lộn? Đúng không quý vị? Tôi nói cả 2 tiếng đồng hồ thì nó giỡn lộn có một câu thì thôi cắt câu đó bỏ đi, đằng này nó cắt câu đó nó bỏ vô cái chỗ để mai mốt nó mở ra, nó mở toàn là những câu hột dịch lộn không. Có nghĩa là nó dịch lá tìm sâu đúng không? Ta khen là ta khen cái gì ta cũng khen được, còn ta chơi là cái gì ta cũng chơi được. Mấy cái chỗ đó đó, cái người này khen nhưng mà người kia chơi, rồi giờ biết để hay cắt bỏ. Cắt bỏ thì người khác ta nói tại sao cái chỗ đó tôi hạnh phúc, tôi ghét ngộ ngay chỗ đó, đem cắt bỏ mất tiêu đi. Mà cũng cái chỗ đó là chỗ mà người khác người ta chửi quý thầy quý cô. Như vậy thì bây giờ tôi chỉ cần chỉ ra cái tài sản của quý vị. Vậy thì cái tài sản của Đức Phật là nhân quả, mà Đức Phật phải hy sinh nhờ cái tâm tốt này mà cái nhân quả này quá tuyệt vời luôn. Cho nên anh chị em mà có giàu sang giúp đỡ đi mà không bao giờ sợ mất. Và giúp đỡ cả thân, cả vật chất, giúp đỡ cả lời nói, nó có chửi mình vẫn tự tại vì tao học được cái bài tài sản này. Đừng có chửi lại nó lỗ vô, vì nó 44-17 mà mình chửi nó mình lộ vốn. Vì nó nghèo cho nên á, cái lời nói của nó cũng không được ăn học cho nên nó cộc cằn, nó không được đi Mỹ cho nên nó không được nhìn xa thấy rộng, cái lời nói của nó cũng thô kệch vậy lắm, nó mở miệng ra là nó muốn gây mình à. Mình đem tài sản về mình thương yêu, mình lo lắng, mình dịu ngọt với nó mà nó không có gì nó được nhận, mà nó nói tại sao bà cho bà Tám hơn tôi. Nó về nó không phải là nó nói chị ở bên đó chị cực khổ mà chị còn ráng chị gửi về cho anh chị em. Nhưng mà tại vì mọi người có hoàn cảnh khác nhau cho nên chị cho nó không có đồng với nhau. Chứ không lẽ thằng kia nó thiếu nợ mà nó nghiệp nó dày hơn mày mà ta cho nó giống mày. Vợ chồng mày có phước báo hơn, lo cha mẹ lo lắng, mày học tới nơi tới chốn. Còn chị mày nó dốt, mà nó gặp thằng ba trợn tới ngày cứ ăn nhậu riết, nợ nần nó nhiều, tao thương nó hơn, tao cho nó nhiều hơn chút, mày cũng ganh nữa là sao? Tao uổng cho cái đầu mày đi học. Hiểu không quý vị? Hiểu không? Trong cuộc sống nó khổ ghê gớm vậy đó, không bao giờ biết đủ hết á. Cho nên mình có cho bao nhiêu tài sản cũng không biết đủ. Nếu tôi mượn cái này tôi ngồi tôi chửi mấy đó. Cái nó nói tôi cứ lên bài pháp ra chửi nó. Nhưng mà tôi nói vậy có phải chửi chưa? Chưa đủ nữa hả? Mời anh lên chửi tim. Nhưng mà cái này là nhắc nhở, nhắc nhở để chúng ta hiểu lẫn nhau chứ không? Cha mẹ có nói được không? Không. Quý vị có nói được không? Thầy nói được thấy ghê chưa? Cho nên thầy mượn cái này thầy nói giùm quý vị đó chứ, thay lời muốn nói đó. Thầy nói đúng tâm trạng không? À, có nhiều lúc có nhiều người về Việt Nam xong ra tới sân bay
đã đem cả chục ngàn, hai chục ngàn về Việt Nam rồi, quy trở qua không còn gì nữa mà mang một cái lời nói, phải nói là tôi đau ghê gớm. Ông ra tới sân bay, mấy người gặp nhau chào hỏi với nhau xong đó rồi nói một lời: lần này lần cuối cùng tôi về Việt Nam. Thầy đau ghê gớm luôn. Họ gần như bỏ của chạy lấy người. Trời. Tài sản của cải của mình là thân bằng quyến thuộc, tài sản đem về Việt Nam đầu tư hết bao nhiêu bây giờ trắng tay rồi, vì bị anh em nó giật. Nó giật nó còn nói ngược ngạo nữa. Cho nên từ luôn cả anh chị em. Đổ vốn, đừng nên vậy. Cái đó là mình trả nợ thôi, nhưng mà chưa hết nợ đâu. Về đây mà nghĩ tới cái đó nó ấm ức, còn lỗ vốn nữa. Tôi khuyên những người đó rút lại lời đã nói. Tôi có học một câu chuyện là ông vua gì đó ở Trung Quốc đó, ông rất là có hiếu với mẹ, nhưng mà mẹ ông lại có một đứa em nữa, nhưng mà vua cha đó thì để lại cái ngai vàng cho người anh, chứ không có để lại cho người em. Nhưng mà bà mẹ cái lúc mà sanh cái người anh ra đó thì bà mẹ bà sanh ngược, cho nên bà không có thương cái người anh, mà bà thương cái thằng em thôi. Mà bà thương thằng em, bà nuông chiều thằng em, cho nên thằng em nó hư. Cha thì không để cái ngai vàng lại cho thằng em, thì cha lại để cho thằng anh. Nhưng ông cha không biết rõ thằng em sẽ dùng mưu kế cướp ngôi, mà trong cái dùng mưu kế cướp ngôi đó lại được bà mẹ bà thông đồng. Tại bà hoàng hậu hiện giờ thì bà không bao giờ mà bà chọn cái thằng lớn, bà chọn thằng nhỏ, nhưng mà vua thì chọn thằng lớn. Thì bắt đầu chỉ có vua với hoàng hậu thôi, có hai đứa con thôi mà khổ ghê chưa. Sau khi ông vua băng hà, người anh cả lên ngôi, thì bắt đầu bà mẹ với người em tìm cách để hại. Trong lúc đó hại không được, vì ông này ổng tài đức quá, thì bắt đầu mới kêu ông này phải cắt đất dành cho thằng em, cho nó lập một cái vương quốc nhỏ. Chỉ có một vương quốc nhỏ thôi mà mày không cho nữa là mày chết vì với tao. À, mẫu hậu nói như vậy thì như vậy à, vua đành phải chịu. À, vua đó là vua Trang Vương hay gì đó. Bắt đầu ông cắt đất dành cho người em để làm vương, làm bá đó. À, thì bắt đầu ông mới triệu tập binh mã, tạo ra quân đội, quy trở về đánh anh mình. Mà khi đánh anh mình á, thì anh mình vẫn cho lính ra đánh, là gọi là cản lại thôi chứ không có đánh, là bên kia cũng không có đánh lại vì bên đây ông giỏi quá. Thì bắt đầu bà mẹ ở bên trong mới tìm cách, bên trong là có mâu thuẫn ở bên trong, bên ngoài có mâu thuẫn bên ngoài, cho nên đã mua chuộc là một đội quân ngay trong cái quân đánh đó luôn. Thì qua bên đó nó mở đường cho người kia đánh hết, đi tới đâu nó báo bên kia hết, cho nên là bắt đầu quay trở về. Thì lúc này vua mới ra trận, cái đội quân tinh nhuệ nhất của vua để dành bên trong, thì lúc này vua mới ra trận. Sau khi vua ra trận đánh dẹp cái người em xong rồi thì về mới xử lý bà mẹ của mình. Quý vị thấy đau đớn chưa? Đánh em mà quay về xử mẹ thì lúc này đau không? Tài sản mất hết, dầu rằng làm vua nhưng mà ngồi trên đống lửa của tài sản này. Lúc đó ông vua này mới biết rõ mẹ mình hại tất cả thần dân trong họ. Bây giờ thần dân trong họ căm phẫn mẹ mình, thì bây giờ ông vua làm sao đây? Ông vua giận quá mới phát nguyện là sẽ không bao giờ gặp mẹ mình cho đến lúc đi đến cửu tiên mới gặp. Có nghĩa là trên đời này không muốn gặp mẹ nữa. Giam bà mẹ trong một cái lâu đài được đầy đủ cung phụng nhưng mà ở tù đó. Thì sau khi ông nói xong rồi, ông nguyện trước thần dân trăm họ xong rồi, ông mới về, ông đau khổ dữ lắm. Thì có một cái người rất là tốt bụng, người trí tuệ mới đến nói với ông. Ông lỡ nói cái điều đó, nhưng ông ăn không ngon, ông ngủ không yên, vì ông là người hiếu thảo. Cho nên ông lỡ nói rồi thì bây giờ ông muốn gặp mẹ ông á, thì ông đào cái hầm đi. Ở dưới đó đó là có nước, vậy là cửu tiền rồi đó.
đào cái hầm để xuống đó gặp mẹ, và gặp mẹ xong rồi đưa mẹ lên, nghĩa là gì? Y như là mình đã xuống cửu tuyền gặp mẹ, cái lời thề đó nó không còn nữa. Hay ớn không? À, đó là phá lời thề đó. Mà vị vua mà muốn thề đâu phải muốn thề thề. Thì giờ có nhiều người về Việt Nam xong quay trở qua cũng thề, thì giờ đào lỗ chui xuống dưới đi về Việt Nam. Hay là mua đường hầm á. Để chi vậy? Để phá cái lời thề đó đi. Tôi khuyên đừng có thề. Vì cái tài sản lớn nhất của mình là những gì mình đang có. Nhưng thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của mình là quê hương của mình, mà mình chỉ cần lời thề đó là coi chừng mình đánh mất tài sản của cải của mình. Rồi trong đầu của mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ bây giờ mình làm cho ai, mình làm chi. Những người thân yêu nhất của mình đã phủ phàng với mình rồi, thì trong ý mình khổ hay vui? Khổ, thì cả đời mình khổ, ân hận khổ làm chi? Không cần. Hiểu rõ lời Phật, giữ tài sản, phát huy nó, không còn đau khổ nữa. Rồi, cảm ơn quý vị. Chỉ vậy thôi nha. Chứ còn ai tu sao tu. Bây giờ dành ra thời gian để cho quý vị hỏi. Quý vị hỏi tôi sẽ phát huy ba cái này nữa. Rồi, quý vị có hỏi gì về tài sản của quý vị không? À rồi, tôi thêm Tiểu Minh một chút xíu của hồi tối còn sót lại phải không? Rồi bây giờ giảng tốc hành cái lục thông qua tam minh, để cho quý vị có được cái tài sản lớn là lục thông tam minh nha. Ai hồi tối chưa đi học thì giờ này học lục thông trở lại. Ôm trở lại lục thông là một tài sản của mình. Thiên nhãn thông, thứ hai là thiên nhĩ thông, thứ ba là tha tâm thông, thứ tư là túc mạng thông, túc mạng thông, thứ năm là thần túc thông. Hai cái này cái nào trước sau cũng được. Thần túc thông. Thứ sáu là lậu tận thông. Cái thằng lậu tận nè, không có trật chỗ được. Còn cái này trật chỗ được. Tại cái này chứng trước chứng sau gì cũng được, anh muốn chứng hay nào đó chứng. Còn hai cái anh này là không có để trật chỗ được. Vì cái anh này phải chứng trước, cũng giống như là trong bát chánh đạo á, phải có chánh kiến trước. Không có chánh kiến là đừng nói tới cái khác. Đã tà kiến rồi thì không có nói tới cái khác được. Còn chưa có lậu tận thông thì chưa phải là bậc A-la-hán, cho nên hai cái này không để lộn chỗ được. Còn ở trong đây anh muốn trộn hồi nào đó trộn. Ở trong đây là không quan trọng, các cái thông này có thể chứng khác nhau thì được, nhưng cái thông này với thông này không thể khác thứ tự của nó. Đó là theo sự lộn xộn của tôi. Bây giờ thiên nhãn thông nó chuyển thành minh, có nghĩa là nó là thiên nhãn minh. Đây là lục thông, bên đây là tam minh. Sáu thông mà nó còn có ba minh thôi, thì ở đây là nó có thiên nhãn minh. Đó, quý vị thấy phát huy tài sản không? Nó không có thiên nhĩ minh, nó không có tha tâm minh, mà nó có túc mạng minh. À, túc mạng minh. Và cái cuối cùng, nó không có thần túc minh, mà nó chỉ có lậu tận minh. Đây là tài sản được phát triển. Đã thông rồi mà còn minh nữa. Như vậy thông không chưa đủ, mà còn phải hiểu biết về cái thông đó một cách trọn vẹn nữa mới đủ. Cũng giống như cho không chưa đủ, mà phải bảo vệ cái cho đó đời này được an lạc và đời sau được an lạc nữa. Có bao nhiêu tài sản mình cho hết người thân của mình, nhưng coi chừng đổi lại một cái là đời này không an lạc, đời sau phải oan gia trái chủ mà lấy lại của cải đó. Cái tài sản của cải đó đời này mình cho theo quy luật nhân quả nó không mất, nhưng mà đời này cho mà chửi thì đời sau nó cho nó chửi lại, khổ lắm. Chứ đâu phải đời sau nó không cho. Nó cho mà nó chửi nhiều hơn vì mình dai mà. Vậy là quý vị, theo quý vị thấy có nên không?
học xong cái bài tài sản này rồi nó hạnh phúc, không còn chỗ hạnh phúc nữa. Cho nên cứ cho, lỡ cho rồi cho thêm. Lỡ cho nó chửi rồi. Cho nên quý vị biết là có nhiều người đã nó giật của mình một lần, mà mai mốt nó tới nó nói lại đưa nữa. Nói sao mày ngu nhiều tập vậy. Nhưng mà tại vì mình trả chưa hết đúng không. Có nhiều người là à, ông xã ông lấy vợ ông quay về, ông về ông dụ vợ ông đi nữa rồi ông quay. Mỗi lần ông quay về là con đứa quay về con đứa, mà ông bên kia cũng mấy đứa giống nhau. Nhưng mà cái nghiệp thương ông chưa có trả hết, cho nên sao vẫn phải trả. Mà có bao nhiêu tiền của vẫn phải đưa cho ông, mà tới chừng ông đi rồi nó tức muốn chết gì đó, ông quay về hết tức. Vậy là trả nợ xong chưa? Chưa xong. Tại vì cái lỗi không biết tạo ra tài sản, không biết giữ tài sản, cho nên lỗ vốn, mặt đau khổ ghê gớm. Càng giàu càng khổ. Còn bây giờ người càng giàu càng vui. Ai có cái tâm rộng lớn người đó có tài sản lớn. Ai có tâm từ bi lớn người đó có tài sản lớn. Ai có trí tuệ lớn người đó có tài sản lớn. Ai có niềm vui lớn người đó có tài sản lớn. Tại sao chúng ta lại bỏ những tài sản đó? Thiên nhãn thông, đi đến cái chỗ thiên nhãn minh. Như vậy cái bậc nào mới được minh? Cái bậc đã chứng được A-la-hán rồi mới có minh. Chưa chứng A-la-hán không có minh. Nghĩa là thông thì có thể có năm thông, không có thông thứ sáu. Nhưng minh thì không thể có hai minh. Vì phải chứng thông lậu tận rồi mới chứng được minh. Có nghĩa là hết phiền não khổ đau mới có minh. À, cho nên mấy cái dòng có minh không? Không. Mấy cái dòng có thiên nhãn thông, mấy cái dòng có tha tâm thông, là cái dòng biết rõ mình đang nghĩ gì. Cho nên mình tới đó mình đâu có cần nói gì nhiều đâu. Mình tới cái nếu mà cái người mất á, mà thật sự là người tu á, mình tới mình gõ mình hỏi giảng sanh được chưa. Mình nghe ở trong nói được rồi là mình bỏ chạy. Phải không? Cái người chết mà mở miệng người ta nói được rồi là mình ở đây lo cuốn giò mà chạy. Đơn giản vậy, cho nên mình dễ hiểu phải không? Rồi vậy thì từ thông mình biến thành minh ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ mình hết phiền não là từ thông nó biến thành minh. Mà thông nó được hoàn thiện, cái thông nó được biến thành minh. Có nghĩa là con người để cho mình có được sự an lạc thì bản thân của mình phải đạt được lậu tận thông. Thì cái tài sản đó mình mới có trí tuệ minh mẫn được. Mình trả chưa hết nghiệp của mình biến thành minh được không? Cho nên có nhiều người nói là đới nghiệp giảng sanh là mang luôn cái nghiệp, chưa hết phiền não vẫn giảng sanh. Thì tôi khuyên cái này suy nghĩ lại ở cái bài thông minh. Mình chưa hết phiền não mình an lạc không quý vị? Trả nợ chưa xong sao an lạc? Mình trả nợ chưa xong mình đi sắm đồ, coi chừng tới người ta xiết đồ. Mày chưa trả nợ tao bị đặt đi sắm hả? Lấy. Cho nên mình có bao nhiêu tài sản người ta lấy hết là bởi vì mình còn thiếu nợ người ta. Cho nên trong cuộc đời muốn có thiên nhãn minh là sự rõ ràng tạng mặt của mình. Có nghĩa là trước con mắt mình thấy cái cảnh nào cũng tuyệt vời. Còn mới thông thôi thì chưa có tuyệt vời. Mà cái minh này chính là thấy rõ cảnh Phật, thấy rõ cảnh Niết Bàn. Còn thông này chưa thấy. Mà đạt được lậu tận thông thì có nghĩa là A-la-hán. Mà túc mạng minh có nghĩa là rõ biết quá khứ hiện tại vị lai một cách cùng tột, và còn thọ ký cho người khác nữa. Lậu tận minh là lúc này cái phiền não đó nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt biết một cách rõ ràng. Ngay chỗ này thì tôi nói cho quý vị biết là nên giữ tài sản, đừng có tiền để giữ bo bo đem cho thầy bói rước lo vào mình. Thầy bói là một loại tha tâm thông, là do cái dông đó nó nhập vô cái người khác, nó biết được cái tâm mình. Do vậy mình nghĩ gì nó biết, từ đó nó bắt đầu nói chuyện này chuyện kia với mình. Nhưng mà nó có túc mạng minh chưa? Nó chưa biết quá khứ hiện tại vị lai, cho nên nó không nói trước được. Mà nó biết cái tâm của mình, nó đoán được, cho nên nó dự kiến trước những gì mình nghĩ, nó làm cho mình lo âu. Do vậy mà có nhiều người có tiền cứ đi coi thầy bói ở bên này, cái chỗ nào nó hay rồi
Có không? Sao có người tôi thấy có ta? Tôi đọc tôi thấy có người là thường rủ đi coi. Phải không? Như vậy thì tất cả những vong linh họ có tha tâm thông, cho nên ngồi đó khen dữ lắm. Thầy ơi nó hay lắm, thầy ơi có những cái không bao giờ ai biết được mà. Bà nói chính xác, bà là mẹ của con. Sao vừa thôi. Cái vong nào là mẹ của mình, không lẽ mẹ của mình chết lâu rồi giờ còn ở dưới. Nhưng mà do cái vong đó nó có tha tâm thông, cho nên cái tâm mình đang nghĩ gì nó biết, nó nói y chang luôn. Nó nói không còn chỗ nào vì nó đọc được cái tâm của mình mà. Vì vậy cho nên ngồi đó mà nói linh thiêng, mà ngồi đi coi hoài tôi muốn chết mà nói sao được. Mấy cái người đó không có hiểu cái tài sản của mình là cái gì, cứ sợ sệt không à, không hiểu nhân quả, cho nên cứ đi sợ đi lo làm này làm kia ba cái chuyện tào lao, làm để được cái gì? Nếu cái dòng đó hay là cái người bà cốt đó mà bà giỏi cỡ đó, bà đâu có nghèo vậy. Bà giỏi cỡ đó, bà đâu có bệnh hoạn tùm lum tà la. Mấy cái bà đó bệnh hoài, tại sao? Người bà hoàng âm nó vô hoài thì bà phải bệnh hoài thôi. Còn tưởng hiểu chưa? Hiểu nha. Cho nên tôi khuyên luôn mấy cái bà cốt đó đi tu giùm tôi đi. Chứ có nhiều người là sống với thế giới bên kia, cứ sống với phần âm gọi là linh căn. Rồi bắt đầu cứ nói vì tôi đã tu trong cái đạo này rồi mà. Nó nói thiệt đó nha. Hồi đó tôi cũng, cái miệng tôi cũng thừa nước lỡ lắm à. Tôi nói tùm lum tà la mà tôi đâu biết nói gì. Mà hay lắm quý vị. Không có biết cái gì hết mà nó nói hay lắm cơ. Vậy là ai nói? Ma nói chứ đâu phải mình nói. Vậy mà mình tưởng là mình nói, vì lúc đó người ta cung kính dữ lắm, người ta thương dữ lắm, mình muốn cái gì là người ta làm cái nấy đó. Vì sao vậy? Mình chỉ là cái con rối cho người ta thôi mà. Tại người ta muốn gì người ta cầu thì mấy con ma đó nó mượn mình, nó đáp ứng cho người ta. Thì mình tưởng là người ta cung kính mình, ai về người ta cung kính con ma. Một lúc nào đó mà con ma đó nó không giúp mình nữa thì người ta tới người ta đòi lại hết trơn. Vì cái đó đâu phải là mình làm ra đâu, mà đó là do con ma làm ra mà. Hiểu không quý vị? Rồi cảm ơn, rồi nghỉ. Còn ai hỏi gì nữa không? Chút nữa cái gì? Giờ tôi còn đi làm móng tay vậy. Rồi mời con. Dạ ngày hôm qua thầy có nói về Bát Kính Tâm mà nói về người nữ người nam, thì con hỏi là kính xin hỏi là làm tu như thế nào để có thể chuyển nữ thành nam cho đời sau? Và nếu mà mình tu như đời này thì mình có thể mình phát nguyện là mình muốn đời sau mình chuyển thành thân người nam được không nè? Ồ, xin một tràng pháo tay tặng cho cái người này hỏi. Thôi, tôi biết được tôi thành Phật liền á. Hỏi tu làm sao để chuyển nữ thành nam? Tu làm sao chuyển nữ thành nam? Và tu làm sao để đời sau làm thân nam? Phải không con? Làm thân nam. Sao con không nói tu sao để đời này làm thân nam? Thầy chỉ cho con lẹ. Nếu tu sao đời này làm thân nam, quý vị chỉ được không? Đó thấy chưa, con thấy thần thông ghê chưa? Con hỏi mấy cái thầy không hiểu nổi luôn. Con đổi câu hỏi lại đi, thầy chỉ liền luôn á. Còn con nói về là thầy bó tay luôn. Sao thầy biết được? Làm sao sao biết? Phát nguyện trong đời này được không thầy? Phải, rồi cái điều thứ nhất là thầy cũng làm bài tám với con. Là phát nguyện. Cái này là dùng sớm sát để hướng dẫn chứ không dùng chính xác. Vì chính xác không biết. Vì làm sao ai biết làm sao? Vì bữa nay nó vui nó làm vậy, ngày mai nó buồn nó làm khác, làm sao đời sau chắc ăn được. Phải không? Bữa nay vui nó tu, mai không vui nó quậy. Cho nên chắc ăn đời sau không dám nói. Nhưng mà nói sớm sát thì nói được. Thứ hai cứ phát nguyện, nhưng mà phát nguyện có làm được hay không là chưa chắc. Vì tôi phát nguyện thôi mà, thì đâu phải một đời một kiếp. Còn hỏi làm sao để đời sau chắc ăn làm thân nam, ai nói là tôi hoàn toàn cảnh báo người đó nói sai.
không sao có được hết. Là bởi vì cái tâm của mình nó vô thường, nó nằm trong thế giới vô thường, làm sao biết được ngày mai. Cho nên có nhiều người khoan dội khen cái đời này cho đến cuối đời coi nó còn ổn không. Chứ nó tu giờ này nó ngon á, mà cuối đời nó tu giống bù lon là chưa à, chưa không. Rồi giờ phát nguyện tu ha, phát nguyện tu để chuyển thân nữ thành thân nam. Vậy đó là con cứ phát nguyện. Nhưng mà nhớ là đời này con làm thân nữ bị ổng quần quá, đời sau làm thân nam đừng nguyện quần ổng lại. Chứ làm lại theo quan gia trái chủ là đời sau làm thân nam là bắt đầu giật ổng đỡ lại, vì đời này ổng giật tôi. Cái thứ hai là nếu như mình tu đúng theo quy luật nhân quả, vậy thì cái nhân quả này nó trợ duyên, nó trợ duyên cho cái nguyện đó thành tựu. Nhân quả trợ duyên, sao cho dấu nặng. Nhân quả chỉ là trợ duyên thôi nha, chứ nhân quả không phải là chính, mà cái duyên này mới là chính. Cái nhân không phải là chính. Bây giờ mình có một cái hộp rất là tốt nhưng mà mình không có gieo trồng, vậy thì nó lên cái cây không? Không. Cái duyên này mới là chính. Từ nhân đến quả thì nói là nhân quả vậy đó, nhưng mà cái duyên là quan trọng. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tại vì từ nhân đến quả, từ điểm A cho đến điểm B là một cái khoảng, từ điểm A đến điểm B là duyên không đó. Mà coi như nó gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà tất cả các cái duyên đó gọi là nhân mới. Nhân mới được gọi là nghiệp. Nói luôn một miếng có người không hiểu. Từ điểm A là nhân, đi đến điểm B là quả. Điểm A là khổ, là ta bà. Điểm B là cực lạc, là niết bàn, là vui. Nhưng mà từ điểm A cho đến điểm B là nó trùng trùng duyên, chứ không phải một duyên. Cho nên không ai chắc ăn là sẽ thành hay không thành. Không ai chắc ăn. Cho nên nó trùng trùng các cái duyên này, thì cái duyên này nó được tạo thành cái duyên nè. Nó tạo nhân mới, nó tạo ra cái nhân mới. Mà cái nhân mới này nó gọi là dị thục, chứ nó không có giống nhau. Ngày sáng qua với sáng nay khác nhau, cho nên nó gọi là dị thục. Dị thục thì hồi đó tôi giỡn, tôi để tôi nhớ cái chữ này, thì tôi nói dị là sai khác, dị là sai sai biệt á, nhưng mà thục là lui. Đụng chuyện lui. Đụng chuyện lui là tới điểm B không quý vị? Tới không? Không. Nó dị thục nhân, dị thục duyên, nó ra dị thục quả. Mà đụng cái người dị, cho nên quý vị chúc cầu cho thầy là chúng sinh dị độ, là chúng sinh trời thần đất độ, ráng độ. Hiểu không? Cái dị là chúng sinh sai khác, chứ không phải là độ một kiểu chúng sinh. Cái người nào ngoan mình mới độ, còn người nào lì lợm không? Không có. Chúng sinh dị độ là chúng sinh trời thần rất độ, tráng độ. Thì tất cả những cái đó nó tạo thành cái nghiệp. Thì con lấy cái nghiệp, con lấy cái nguyện này nè, con đối trị với cái nghiệp này, thì con mới có thể thành được điều con muốn. Còn không có nuôi cái đại nguyện này, cái nguyện này nó cũng là một loại tài sản. Cái nguyện này cũng là một loại tài sản, giúp cho mình có một cái động lực rất là lớn. Rồi cái việc thứ ba nữa đó là chuyển nghiệp. Mình biết nó cái nghiệp xấu rồi thì bây giờ mình chuyển. Thì con cái nghiệp con làm thân nữ, thì bây giờ con ráng trở, con chuyển nghiệp làm thân nam. Luôn luôn lúc nào con cũng chuyển. Còn đừng có đi qua Thái Lan, chứ qua Thái Lan là chuyển liền bây giờ rồi. Còn lâu nữa. Cho nên hỏi câu đó ai cũng biết, chỉ có mình con không biết. Đó, cho nên là chỉ phải hỏi đời này tôi chỉ cái nó lẹ này. Hỏi đời sau phải phân tích nó cực. Cho nên là bây giờ này nó nói là thầy nói sai rồi, con muốn chuyển, con chuyển tức khắc, thì cớ gì con phải đợi tới đời sau. Nhưng mà chuyển cái đời này rồi ấy, thì cái kết quả ở đằng sau lúc chuyển rồi đó nó như thế nào, cái này mới là câu hỏi. Chứ không phải là cái câu hỏi chuyển thân nữ thành thân nam là nó không có gì khó. Nhưng mà
cái hậu sự phía sau của nó đó. Rồi cái người này tuổi thọ có dài lâu, tâm lý có ổn hay không, hạnh phúc hay khổ đau mới là cái quan trọng. Ta chuyển là thanh nam để cho ta hạnh phúc, đằng này ta chuyển thanh nam để cho ta khổ hơn thì như thế nào? Cho nên trong đạo Phật không cho mình đoạn căn. Có nhiều người tưởng là mình ái cho nên là thôi mình bỏ cho rồi cho hết. Ai về mình đòi bỏ cho rồi nó không hết, mình đâu còn giữ thêm. Đó là cái người ngu mới làm chuyện đó, chứ người khôn không làm chuyện đó. Người ngày xưa có nhiều người cũng làm cái chuyện đó, cho nên là đau khổ cùng cực, dẫn đến cái tự vẫn mà chết. Không chịu nổi, cho nên tự vẫn chết. Trong đạo Phật, nếu mà nói trang trải người ta không ghi đó, chứ nhiều người tự vẫn chết lắm. Vì sao biết? Vì cái nghiệp của người ta nó lớn quá, mà cái nguyện người ta nó lớn hơn, cho nên người ta không chấp nhận cái nghiệp đó, người ta tự vẫn chết. Nhớ là cái nguyện người ta nó lớn hơn, cho nên người ta tự vẫn người ta chết, chứ không phải là người ta chịu thua nó. Mà bởi vì người ta bất lực trước nó, người ta không thể cam nổi, cho nên người ta chết. Cái đó là một, tôi cũng mong rằng cái nguyện đó đời sau nó tốt hơn thôi. Chứ còn có nhiều người lắm, họ chỉ nói họ nhập thất thôi, là họ không ra nữa. Nghĩa là ở trong đó họ dùng cái phương pháp là không ăn không uống, từ từ họ đi đến chỗ chết. Chết cái kiểu đó là chết tự vận, chứ không phải là chứng đắc mà chết, không phải là nghiệp tới mà chết. Mà cái dạng đó là vốn mình không ăn không uống, mà cái nuôi cái tâm là vì chiến đấu nó không lợi, do mình chiến đấu không nổi ác ma, cho nên chết sớm để đời sau chiến đấu tiếp. Nhưng mà tôi chỉ khuyên quý vị nên học cho thật là rõ ràng, giáo pháp của Đức Phật là một binh khí. Lời cuối cùng khuyên quý vị, pháp Phật là binh khí. Pháp Phật là binh khí. Đánh bốn ma. Đánh bốn ma. Cho nên pháp Phật đối với tôi là một tài sản, gọi là pháp báo. Gọi là báo đó. Tôi trở thành một tăng bảo là tôi nhờ cái pháp của Phật, có nghĩa là ăn ké của Phật mới trở thành tăng bảo. Quý vị quý trọng tôi vì cái pháp này, hiểu không? Có nghĩa là cái báo vật ở trong tôi là nhờ Phật cho. Cho nên người nào muốn giữ tài sản mà tu hành á, thì quý vị không phải giữ tài sản ba cái kia, mà quý vị giữ tài sản của Phật giùm tôi. Ai có tài sản của Phật nhiều chừng nào, người đó có tài sản lớn chừng nấy, con đường giải thoát thênh thang phía trước. Mà cái tài sản đó là cái binh khí đánh bốn con ma, thì đánh cho đến thiên ma phải bỏ chạy mất dép. Tôi lụm dép. Rồi, thôi nghỉ ha. Cảm ơn quý vị. Và xem như buổi giảng này là buổi giảng của thầy ở đây. Thì còn trong tương lai, nếu còn đủ duyên thì tôi trở lại để chia sẻ những buổi giảng kế tiếp. Còn nếu không đủ duyên thì quý vị sẽ thông qua mạng internet để quý vị chia sẻ với tôi. Còn nếu không thì chúng ta có bấy nhiêu đó thời gian để thầy trò gần gũi với nhau, để chia sẻ cùng nhau những điều Đức Phật dạy. Còn trên trong cuộc sống thì cũng không biết là ngày mai chúng ta còn hay không. Vì mạng người vô thường nhanh hơn nước dốc, hôm nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai. Rồi, cung thỉnh toàn thể hội chúng chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta làm cái lễ phụ. Muốn nói gì nói, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và chư tôn đức đang nghe. Con đệ tử tên là Trương Nguyện An, được sự cho phép và chỉ định của nhị vị sư cô nơi hiền như tỉnh thất nơi đây, con xin thay mặt tất cả Phật tử hiền như tỉnh thất kính dâng lên lời đắc bạch.
Mô Phật. Kính thưa Thầy, hiện như tỉnh hết của chúng con trong những ngày vừa qua tưng bừng, náo nhiệt đón bước chân Thầy trở về, và những bài pháp của Thầy đem lại cho chúng con những niềm lợi lạc, cũng như là những cái lối dạy của Thầy rất là sinh động, khiến cho chúng con phải nôn nao tấp nập về đây để nghe những cái lời pháp nhiều của Thầy. Thầy có một lối giảng rất là đặc biệt, ứng dụng trong cuộc sống của chúng con. Nhưng sự hội ngộ nào cũng có sự chia tay. Và giờ đây, trước sự chia tay, thì hàng Phật tử chúng con rất là lưu luyến và cảm thấy nuối tiếc những giờ học pháp với Thầy vừa qua. Nhưng đó là một bất định luật của vô thường. Giờ đây, hàng Phật tử chúng con kính dâng lên Thầy lời tri ân. Chúng con kính dâng lên Thầy lời tri ân chân thành nhất. Chúng con cũng mong có đủ duyên lành để một lần nữa Thầy về hiện như tỉnh thức chúng con, ban cho chúng con những bài pháp nhũ để làm hành trang trong cuộc sống. Và bài pháp về tài sản hôm nay, Thầy kết luận bằng một cái câu là: pháp Phật là binh khí để đánh tướng ma. Chúng con rất tâm đắc những lời này. Chúng con nguyện xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho Thầy đủ thắng duyên trong cuộc sống, để trên bước đường hoằng pháp lợi sanh của Thầy được nhiều lợi lạc cho hàng Phật tử chúng con. Giờ này chúng con có một chút tịnh tài thật là đơn sơ và khiêm tốn. Chúng con thành kính dâng lên cúng dường Thầy. Xin Thầy từ bi nạp nhận cho chúng con được ân trương công đức. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Như lời chư Phật chư Tổ đã truyền dạy, tài pháp hai món thí bình đẳng không sai khác, bố thí ba la mật là đầy đủ tràn trề. Tâm người nói pháp, tâm người cúng dường, không còn chỗ thấy ta, thấy đối tượng và thấy những gì liên quan giữa chúng. Tôi nói pháp, những lời pháp đó là những lời chư Phật chư Tổ đã truyền dạy và xuất phát từ tâm của tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng mình nói cho mình chứ không phải nói cho mọi người. Mình muốn dạy bản thân mình để mình cố gắng tinh tấn tu tập, chứ không dám hướng dẫn ai. Mà ai mà đạt được á, thì cái điều đó là điều nhân duyên thôi. Quý vị cúng dường cho Tam Bảo, đó là phước báo của quý vị. Quý vị làm cho chính mình những cái vật xuất phát từ cái tâm thành kính, thì quý vị sẽ có tương ưng với cái quả báo đó. Tôi xin thay cho Tam Bảo nhận cái tịnh tài tịnh vật quý vị cúng dường. Và tôi cũng xin hồi hướng cái phước lành này đến cho tất cả những người hiện tiền được tăng phước, tăng thọ, gia đình hạnh phúc, bồ đề tâm tăng trưởng, quy y Tam Bảo mạnh trong sự tinh tấn, bỏ những cái điều xấu ác, làm những cái việc tốt lành, đem hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội đời này cũng như đời sau. Xin hồi hướng phước duyên này đến cửu quyền thất tổ, oan gia trái chủ của tất cả quý vị, được thừa tư phước lực, nghiệp chướng tiêu trừ, sanh về cõi tịnh an vui, lễ nghi như pháp như luật. Quý vị hướng về ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lịch đại tổ sư và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, chứng minh cho quý vị được ân triêm phước lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mở luôn. Thì con mở luôn.
Rồi. Em chỉ là chiếc lá. Em chỉ là chiếc lá bây giờ đã rụng rơi để trở về cội gốc, chứ không phải rụng rơi là mất hết đâu. Lá bồ đề rơi sẽ trở về với gốc bồ đề. Cả một đời chúng ta hãy làm chiếc lá bồ đề đó để xứng đáng là thân miệng ý được an lạc, được nhẹ nhàng, để khi ta rơi về ta rơi cái gốc bồ đề. Và trước khi chia tay, chúng tôi cũng hát tặng Phật tử một bài. Tôi đọc trước quý vị đọc theo tôi, xong rồi tôi hát ha. Quý vị cùng đọc với tôi. Giờ chia tay, giờ chia tay, bao ngày ta mến thương, bao ngày ta mến thương, nhớ nhớ hoài, nhớ nhớ hoài, những phút giây bình yên, những phút giây bình yên, hẹn gặp nhau, hẹn gặp nhau, trong vòng tay lưu luyến, trong vòng tay lưu luyến, dẫu xa nhau, dẫu xa nhau, lòng vẫn nhớ nhau hoài, lòng vẫn nhớ nhau hoài. Rồi tôi hát quý vị đợi nha. Giờ chia tay bao ngày ta mến thương, nhớ nhớ hoài những phút giây bình yên, hẹn gặp nhau trong vòng tay lưu luyến, dẫu xa nhau mà lòng vẫn nhớ nhau hoài. Giờ chia tay bao ngày ta mến thương, nhớ nhớ hoài những phút giây bình yên, hẹn gặp nhau trong vòng tay lưu luyến, dẫu xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài, dẫu xa nhau thì đừng có ghét nhau bền. Mình lỡ có ghét nhau thì đừng có ghét nhau bền. Dạ, rất là cảm ơn. Thôi quý vị đứng dậy. Quý vị đứng dậy. Quý vị. Dạ, mời sư cô, quý vị đứng yên tại chỗ cho lắng nghe lời của sư cô trụ trì A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô và đại chúng, thật là diệu phúc cho hiền như tỉnh thất được thầy về đây dạy cho chúng con những lời pháp nhũ thật là mầu nhiệm và lợi lạc cho chúng con trong đời sống. Và con kính thỉnh thầy năm sau thầy về đây dạy cho chúng con thêm, để chúng con được thấm nhuần Phật pháp. Rất là cảm ơn lời nói của sư cô trụ trì làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn sau cái chuyến quần pháp tại đây, nghĩa là không có mất mối. Thường kia thì mình hiểu là mình đi bán á, mà có người muốn mua nữa đó thì mình phải phát huy hơn. Khi đi giảng chỉ lo một điều là sợ đụng chạm, rồi sau khi giảng xong rồi chúc thầy mạnh giỏi là biết mất mối rồi. Mà sư cô còn thỉnh lại năm sau thì chưa biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà với cái tấm thâm tình của Hiền Như Tỉnh Thất đã lưu lại trong Thiện Xuân một tài sản tình cảm rất lớn, và vẫn mong rằng nếu có duyên sẽ thông báo cho sư cô biết là Thiện Xuân sẽ qua tháng nào. Thì khi mà sư cô sắp xếp được á, thì ở đây trong nước Mỹ những ai có nhân duyên thì Thiện Xuân cũng đều cho cái Hiền Như Tỉnh Thất, và chỉ liên lạc với sư cô thôi. Chứ còn lần này thì quý vị xin một tràng pháo tay để cúng dường cho Ni Sư Huệ Thường. Thiện Xuân có mặt ở đây cũng nhờ Ni Sư điều hành dùm các cái buổi giảng. Thì trong lúc điều hành dĩ nhiên mới biết cái cực của nó. Vì bữa nay có sự thay đổi này, ngày mai có sự thay đổi kia. Trong sự thay đổi đó là nó thay đổi trên cái phương diện là ngày giờ, mà nó còn thay đổi trên phương diện kẹt xe và bệnh tật nữa. Nó nhiều thứ khác nó xảy ra, cho nên cái người nào đứng trong ban tổ chức mới biết được nỗi khổ của nó. Vì vậy cho nên quý vị cũng rất là thông cảm cho quý thầy quý cô cũng như ban tổ chức. Có nhiều lúc
máy bay nó delay một cái là buổi giảng không còn. Mà không phải một người đến, mà nhiều người đến rồi ngồi chờ. Mà lúc chờ thì không nói gì, mà nghe không có giảng thì bắt đầu phiền não nó nổi lên. Mà lúc đó thì tôi cũng khuyên quý vị nên cố gắng hiểu được cái tình người, để chúng ta đừng để mất cái tài sản lớn đó. Có nhiều người là nói một câu nặng lắm khi đến rồi về đó, nói rằng á, lên lịch cho đã, tôi chạy mấy tiếng đồng hồ mới tới đây. Chỉ nói một câu đó thôi đã ghim vào lòng của ban tổ chức một cái điều rất là đắn đo, rất là có nghĩa là nó đau. Sự hy sinh của mình gấp bao nhiêu lần sự hy sinh của người khác, vậy mà họ chạy để có bao nhiêu đó thôi, còn ban tổ chức phải thức khuya dậy sớm. Mấy nay là di sư mấy ngày đầu rất là tươi, mấy ngày này lên ngồi lại nhìn thấy thương chiều không xiết. Tại sao? Không phải là chỉ có ban ngày thôi, mà ban đêm giấc ngủ cũng không tròn. Có khi nằm xuống người này gọi, người kia gọi. Rồi có khi người này do tới tình cảm với thầy cho nên ở lại thăm thầy. Rồi di sư cũng ngủ không được. Vậy đó. Nên nó nhiều cái duyên xảy ra lắm. Mà trong cái ban tổ chức mình mới biết là mình thông cảm lẫn nhau. Thì tôi mong rằng cái tình cảm mà quý Phật tử dành cho tôi sẽ nhớ mãi và cố gắng sắp xếp công việc. Nếu được thì tôi chỉ qua đây dạy thôi. Nếu có duyên thì chia sẻ với những đạo tràng khác chút xíu. Còn không chỉ dạy một chỗ. Bây giờ cũng hết muốn đi à. Tại đi hoài cũng đâu có ai hiểu được gì đâu. Ông nghỉ đây luôn cho chắc ăn. Rồi, một lần nữa cảm niệm tri ân chư tôn đức đã có lời thỉnh cầu cho năm sau và rất là xúc động và thân thiện, như là một tài sản quý báu khi cái tâm của Phật tử đã dành cho thầy với những món tịnh tài tịnh vật cúng dường để thầy làm Phật sự trong hiện tại và tương lai. Phước báo đó được chia đều cho những người phát Bồ Đề Tâm và những người quan hỷ với việc cúng dường đó. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Bây giờ quý Phật tử, chúng ta quay trở lại để chúng ta chụp một buổi hình lưu niệm.